Kỳ lạ, chú lợn quỳ rạp trước cửa chùa hàng tiếng đồng hồ, không chịu đi. Nguyên nhân sự thật khiến mọi người chết lặng. Sau khi biết nguyên nhân khiến chú lợn quỳ lại trước cửa chùa, mọi người đều không khỏi cảm thấy xót xa. Động vật là một trong những sinh vật sống có giác quan và cảm xúc giống với con người. Ta đã từng chứng kiến không ít lần chúng khóc cười, thậm chí làm ra những hành động vô cùng kỳ quái. Nhưng ẩn sâu trong đó là cảm xúc chân thật nhất của các con vật. Dưới đây cũng là một câu chuyện như thế. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra tại làng Tan Tao, thành phố Ông Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Khi mọi người thấy chú lợn xuất hiện trước cửa chùa và lập tức quỳ rạp hai chân trước xuống đất như để cầu xin điều gì đó. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy chú lợn này quỳ lại trước cửa chùa. Được biết, tại thời điểm đó, nhà chùa cũng đang tổ chức một khóa lễ. Theo như người dân cho biết, chú lợn thành tâm quỳ lại bằng hai chân trước hàng tiếng đồng hồ, không chịu đứng lên, cho tới khi các nhà sư tới và tụng kinh hướng về phía nó. Chuyện lạ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Ngay sau đó, nhiều lời đồng đoán và giả thiết lý giải đã được đưa ra. Một số người cho rằng chú lợn này đang làm lễ sám hối trước Đức Phật. Ý kiến khác lại đưa ra lý giải rất khoa học rằng có thể nó bị mắc căn bệnh liên quan tới thiếu hụt vitamin E nên mới dẫn tới triệu chứng không thể đứng vững bằng bốn chân. Thậm chí, nhiều người dưới góc độ hài hước còn cho rằng chú lợn này đang đến trước cửa chùa, quỳ lại để cầu may. Tuy nhiên sau đó không lâu, ông Hu An, chủ nhân của chú lợn nặng 150kg này đã đến và nhận lại vật nuôi của mình. Ông cho biết nó đã chạy trốn khỏi chuồng vào sáng ngày hôm trước trong lúc đang chuẩn bị bắt đi làm thịt. Cả nhà tìm khắp nơi nhưng không thấy, không ngờ nó lại trốn tới đây. Sau khi biết được câu chuyện, mọi người đều không khỏi xót xa. Hóa ra vật nuôi quả thực cũng có cảm xúc giống con người vậy. Có thể linh cảm trước điều không may sắp xảy đến với mình nên chú lợn đã đến trước cửa chùa thành tâm vái lại. Câu chuyện cảm động này đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của cộng đồng trong suốt một thời gian dài. Hy vọng với sự thành tâm của mình, tâm nguyện của chú lợn sẽ sớm trở thành hiện thực. Ngôi nhà nghĩa địa đầu người rùng rợn ở Tây Ninh. Ngôi nhà luôn vắng chủ, xung quanh sân vườn là nhiều đầu người đầy máu được chính chủ nhân khắc họa bằng xi măng. Trưa ngày 20 tháng 9, rất đông người dân ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh tụ tập tại ngôi nhà ma, đề nghị chủ nhà đập bỏ những bức tượng đầu người ghê rợn. Gia chủ Phạm Chứng, 73 tuổi, là nghệ nhân chuyên chế tác hàng trăm đầu người bằng xi măng, bày trí khắp sân vườn cùng nội thất trong nhà. Cách đây 10 năm, ông Chứng từ thành phố Hồ Chí Minh tới đây mua gần 1.000 mét vuông đất và xây nhà. Ông không thường xuyên trú ngụ mà lâu lâu mới về thăm. Do vậy mà cảnh nhà ngày thêm hoang phế, cây cỏ mọc um tùm, đặc biệt không có điện thắp sáng. Cứ độ một tháng, ông Chứng về thăm nhà một lần rồi mua cát đá xi măng, nuôi cuôi đắp họa những đầu người hình dạng kỳ quái, lần lượt bày trí khắp sân vườn. Có rất nhiều tác phẩm khi nhìn vào sẽ có cảm giác sợ hãi, nhất là trẻ em, như đầu người bị cắm lưỡi dao, cây đục kéo, cùng những vệt máu bằng nước sơn chảy ròng trên khuôn mặt, như minh họa nhiều nạn nhân bị chết một cách thê thảm từ các vụ án mạng đầy tính bạo lực ghê rợn. Cạnh những hình ảnh ma quái là chiếc lư hương bình hoa thường xuyên hương khói, quang cảnh rùng rợn đã khiến người dân sinh sống nơi đây bất bình bức xúc, luôn bị ám ảnh không dám đi qua. Cách nay 2 tháng, ông Chứng lại đổi hướng xây dựng hai nấm mộ dạ phía phải sân phường để thờ thần tài thổ địa và thân mẫu. Thoạt nhìn, ai cũng giật mình vì ngỡ rằng đó là hai nấm mộ thật. Ông Chứng đã bỏ công sức và tiền bạc gần 10 năm nay để hình thành một nghĩa địa đầu người mang màu sắc kỳ quái nhằm trang trí ngôi nhà của mình. Hàng xóm bất bình tìm gặp ông Chứng thì được trả lời: trong xã hội, người ta làm những nghĩa địa to lớn, riêng tôi làm những nghĩa địa đầu người trong nhà mà có thể cả thế giới này không ai làm được. Tôi bỏ công tu tạo như vậy cốt là làm phước cho mấy người chết có nơi về đây tá túc. Biết đâu công trình của tôi sẽ được đưa vào kỷ lục Guinness. Anh Nguyễn Văn Thật, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, bộc bạch: cứ mỗi lần về thăm nhà, ông ấy lại làm thêm khoảng 5 đầu người kinh dị. Liên tiếp nhiều năm, số lượng đầu ma nảy nở đếm không hết. Thậm chí trước đây, ông ta còn treo những chiếc đầu ghê rợn trên các trụ rào đối diện nhà tôi, nên tôi vác búa ra đập. Về đêm, người lớn và trẻ em ít ai dám đi ngang qua thửa đất có khung cảnh ma quái này. Cây cối thì tùm rậm rạp, muỗi phát sinh dữ dội do các thùng chứa nước mưa trong sân vườn. Khu vực này có rất nhiều trẻ em bị mắc bệnh sốt rét.
Việc ông Trứng xây dựng nghĩa địa đầu người đâu phải một ngày một bữa. Nhưng không hiểu sao, cấp chính quyền sở lại không có động thái nhắc nhở, ngăn chặn ngay từ đầu để tạo sự bình an cho người dân trong ấp và mỹ quan nông thôn. Cháu Nguyễn Minh Sang 10 tuổi ở gần nhà ông Trứng cho hay, những chiếc đầu người máu me khiến con phát sợ không dám lai vãng. Bạn bè con đi qua đây đều rùng mình. Chị Trần Kim Dung 46 tuổi ngủ trong ấp bức xúc. Khu vực này từ tối đến khuya ít ai dám đi ngang qua vì cảnh tượng hoang phế, hình ảnh ma quái, nhất là hai cái mộ cùng một số đầu người lố nhố máu me. Nhiều khi lúc đêm khuya, có nhóm thanh niên xấu mang hoa quả vào mộ khấn vái để xin số đề và hút chích xì ke. Đêm đêm trẻ con khóc ré khi ngủ do ám ảnh vì thấy ma. Trời vừa sập tối, cả nhà tôi phải đóng kín cửa, mở đèn sáng choang để xua đi cảnh tượng u ám đáng sợ. Nói về chủ nhân của căn nhà quái dị, người dân cho biết mỗi khi ông Trứng về nhà sinh hoạt thật khép kín, không quan hệ với ai, từ chối bắt chuyện với hàng xóm và luôn tránh né những câu chất vấn về tác phẩm của mình. Ông chỉ trả lời ngắn gọn, đó là những tác phẩm nghệ thuật khó có người nào làm được. Hiện chính quyền địa phương và cơ quan văn hóa huyện đã đến nhà ông Trứng kiểm tra để có biện pháp xử lý. Rắn thần xuất hiện ở Bắc Giang. Từ sau Tết Nguyên Đán, nhiều người đã tìm đến Bắc Giang để xem khấn vái một con rắn bởi tin rằng đây là thần rắn hiển linh. Điểm xuất hiện của rắn thần là phía sau ngôi chùa Tân Ninh, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, một ngôi chùa khá cổ kính và đã được xếp hạng di tích lịch sử. Đây là một khu đất trống. Tuy nhiên, từ khi rắn thần xuất hiện, người ta đã cho dựng bạt, đồng thời đặt bàn thờ bát hương để hàng ngày cúng tế. Hang của rắn thần nằm dưới một bức tường đổ nát. Xung quanh nơi rắn thần ngự có 5 cây gỗ chết khô, mỗi cây có đường kính khoảng 40cm. Nhiều người cho rằng rắn thần thường xuất hiện vào giờ Tỵ. Xung quanh hang của rắn thần đã có khoảng 30-40 người tụ tập. Một số cụ già còn mang cả trầu cau đến tiêm, đặt cả một bình nước lọc để đến cho mọi người uống. Trước cửa hang có khoảng 4-5 người đang đứng chắp tay mời thần hiển linh. Tại các gốc cây xung quanh cửa hang treo mấy bức ảnh thần rắn trong các tư thế và vị trí khác nhau được lồng trong khung gỗ trang trọng. Có người ở tận thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh và các huyện lân cận như Yên Dũng, Lục Nam nghe tin có rắn thần xuất hiện cũng kéo về xem. Tuy nhiên, không phải ai cũng được diện kiến rắn thần bởi có những ngày thần không hiển linh. Khoảng gần 10 giờ 30, trời bắt đầu nắng to thì có tiếng người reo lên vui sướng, rắn thần lên. Từ trong hang nhỏ ở chân tường, một chú rắn màu nâu vàng dài khoảng 80cm với cái đầu nhỏ từ từ trườn lên. Nhiều người mang máy điện thoại ra quay chụp ảnh, rắn lặng lẽ bò ra và nằm dài trên bức tường. Một cụ già tự giới thiệu là già làng, đứng lên cúng khấn gì đó, sau đó mọi người thi nhau vái, bỏ tiền vào chiếc bàn thờ. Một số người còn nhờ cụ ông này khấn giúp thần rắn và xin lộc từ thần. Theo lời ông Hòa, người tự giới thiệu là già làng, thì thần rắn xuất hiện từ mùng 1 Tết Nguyên Đán đến ngày mùng 2 Tết. Khi có người đến vận chuyển đóng cát gần nơi thần ngự, thì chiếc xe ô tô không thể nổ máy được. Thần rắn linh lắm, có người đến xem không tin nói xấu thần vậy là đêm về, luôn mơ thấy hai người cầm gậy đứng hai bên đầu giường, rồi phóng uế bừa bãi lên cả giường. Đến khi mang lễ đến đây tạ, thì mới yên, một cụ già kể lại. Người dân hiếu kỳ kéo đến xem thần rắn xuất hiện. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và ông Ngô Khải Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dĩnh cho biết, nhìn bên ngoài, con rắn này có vẻ giống rắn nước hoặc một loài rắn bắt chuột, nhưng chưa thể khẳng định đây là loại rắn gì. Từ đầu năm nay, xã đã biết việc này và đã cảnh báo đến tất cả các bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban ngành trong xã. Đây là hiện tượng mê tín dị đoan. Lợi dụng hiện tượng này, một số thầy đồng thầy cúng ở các nơi kéo về, nhưng chúng tôi kiên quyết ngăn chặn. Chúng tôi cũng chỉ đạo công an thường xuyên bám sát khu vực, treo biển cấm tụ tập đông người, ông Hà nói. Theo ông Ngô Khải Hoàng, lượng người đến xem khấn vái tại đây đã giảm đi nhiều so với thời gian trước. Tính đến ngày 8 tháng 3, đã có hàng nghìn lượt người đến xem thần rắn và bỏ tiền vào bàn thờ thần với số tiền lên tới 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này hiện vẫn được chùa Tân Ninh giữ cẩn thận. Việc một số người dân trong thôn có ý định xây dựng miếu, chính quyền cũng đã biết nhưng sẽ kiên quyết không cho phép. Tuy nhiên, không phải ngày một ngày hai để ngăn chặn hoàn toàn tình trạng này, ông Hoàng nói.